Em xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em đi quay một cái lô vườn nha mọi người. Cái lô vườn này tổng diện tích của cái lô vườn này hiện tại bây giờ là 2,5 hectare. 2,5 hectare nha mọi người. Đất chưa sổ nha. Trong cái diện tích đất hiện tại bây giờ là trồng cao su hết mọi người ạ. Đất là đường cấp phủ nha mọi người. Hiện tại cái lô vườn này là nó là nằm ôm một tầm khoảng cỡ là 250 m mặt tiền đường nha mọi người. Trước khi em quay cái lô vườn này thì em xin tất cả là mọi người cho em xin một nút like, một nút chia sẻ để ủng hộ các anh em nha. Đường là cấp phủ nha mọi người, ô tô vào tới rẫy nha. Hiện tại bây giờ dân cư ở rất là đông đúc mọi người ạ. Đặc biệt cái lô rẫy này hiện tại bây giờ là họ đã canh tác qua ở rất lâu năm rồi. Dân ở đây ở cả mấy chục năm đây nha mọi người. Em sẽ quay vào cái lô vườn này nha. Em sẽ quay cái lô vườn cho tất cả anh chị tham khảo về cái lô vườn này. Nó đặc biệt cái lô vườn này là nằm tầm khoảng cỡ là 250 m mặt tiền đường cấp phủ này nha mọi người. 250 m mặt tiền đường của cấp phủ nha. Anh chị đang xem cái kênh YouTube của em mới xin cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký để ủng hộ kênh cho em nhé. Đặc biệt cái lô vườn này hiện tại bây giờ em sẽ quay cái lô vườn này để tất cả anh chị tham khảo. Đừng cặp phổi lợn nha mọi người. 2,5 hectare. Em sẽ đi vào đây là em sẽ quay cái lô vườn cao su. Cao su đã có thu hoạch đấy nha mọi người. Người ta đã cạo nha. Tổng diện tích là 2,5 hectare. Cao su nha mọi người. Em sẽ quay vườn xong là lát nữa em sẽ em sẽ chạy xe máy để quay con đường, tổng diện tích con đường bao nhiêu, mấy trăm mét mặt tiền đường nha. Bây giờ mấy trăm mét mặt tiền đường mà em đi quay, em đi đi bộ như thế này mà em quay hết mấy trăm mét mặt tiền đường thì là rất mệt. Nhưng mà em sẽ quay sơ cái đưa cái vườn này, sau đó lát nữa em sẽ lấy xe em chạy để mình là đó là được bao nhiêu mét mặt tiền đường cấp phủ nha mọi người. Giá của chủ nhà đưa ra hiện tại bây giờ cái lô này là 1,5 tỷ nha mọi người, có là 250 m mặt tiền đường nha. Cao su đã kinh doanh nha mọi người. Anh chị đang tham khảo về cái lô vườn này thì liên hệ với em theo số điện thoại 0333 955033 để mình tham khảo cái lô vườn này nha. Tổng diện tích cái lô cao su này là hiện tại bây giờ là 2,5 hectare nha mọi người. Đất chưa sổ nha. Đất chưa có sổ nha mọi người. Nhưng mà sẽ có 1 đến 2 năm nữa thì là mình sẽ làm được số. Nhưng hiện tại bây giờ chưa có số nha, cần chỉ có trích lục thôi nha mọi người. Hiện tại bây giờ cái lô vườn này chỉ có trích lục thôi nha, chứ có số nha. Anh chị nào mà tham khảo cái lô vườn này á thì liên hệ với em theo số điện thoại 0333 955033 để mình tham khảo cái lô vườn này. Hiện tại bây giờ cái lô vườn này là chỉ có trích lục, chưa có số.
Giá của chủ nhà đưa ra cái lô vườn này á, thì hiện tại bây giờ là 1,5 tỷ. 1,5 tỷ nha mọi người. Có là 250 mét mặt tiền đường cấp phối. Cầu số là kinh doanh đấy nha mọi người. Vườn rất sạch sẽ mọi người ạ. Thu mũ cá đang còn bỏ đây mọi người này. Tất cả cán rồi thì là cái gì hoa muỗng à, một hoa muỗng đồ người ta đã còn để đấy này. Giá của chủ nhà đưa ra cái lô cao su này hiện tại bây giờ là 1,5 tỷ nha mọi người. 1,5 tỷ có thương lượng nha. Bây giờ em sẽ là em ra em quay con đường, nhưng mà 250 mét thì là hiện tại bây giờ em đi xe máy được, ô tô vào tới rồi nha mọi người. Xe 3 chân 4 chân, xe cống đầu kéo đâu là vào tới rồi luôn nha. Sẽ đâu kẹo là vào tới đây luôn nha mọi người. Hiện tại bây giờ cái lô vườn này thì là sẽ là 3 chân 4 chân này à, hoặc là đâu kẹo nha, là vô tới đây luôn nha. Anh chị đang quan tâm tới cái lô vườn này thì liên hệ cho em theo số điện thoại 0333 955 033 để là mình tham khảo về cái lô vườn này cho mọi người. Đặc biệt cái lô vườn này là đang đối diện này. Em hiện tại với em quay là bên bờ rãnh. Bờ rãnh hai bên bờ đường là có nhiều cái cây rừng hoặc là cây lỗ thì cái đó là chẳng hạn cái bờ rãnh nha mọi người. Còn ở đấy là họ trồng này. Họ trồng rất nhiều sầu riêng nha mọi người. Đối diện cái vườn này họ trồng sầu riêng lớn này nha mọi người. Nha. Đối diện cái lô cao su này là họ trồng sầu riêng cỡ này đây mọi người này. Thì em quay cho tất cả mọi người tại sao mà em quay cái lô vườn đó là tổng diện tích 2,5 tỷ, à 1,5 tỷ mà 2,5 hectare mà cao su. Hiện tại với đối diện cái vườn này này là họ là trồng sầu riêng lớn đấy nha mọi người. Họ trồng 50 hectare sầu riêng đấy nha. Còn đối diện đấy là cái lô cao su em đang quay. Còn cái chỗ này là cái đường, cái bờ đường thì là tức là có cái lỗ ngoài bờ đường ấy, là chặn gió nha mọi người. Còn đấy là họ trong sầu riêng hết này, 50 hết sầu riêng nha mọi người. Còn ở bên này, bây giờ này em đi hết lô sầu riêng tới cái bờ rãnh là cái cây chặn gió, tức là cái lỗ nha mọi người. Còn ngoài đây này là sẽ là cầu su. Đối diện với cái vườn này là hầu như là cầu su hết. Trong lúc đó là có là cái lô cao su này là có là 250 mét mặt tiền đường cấp phối này mọi người này. Ô tô là vào tới rồi nha. Xe 3 chân 3 giò 4 giò hoặc là xe cống này, đầu kẹo là vô được đây hết. Anh chị nào đang quan tâm cái video này thì là liên hệ cho em theo số điện thoại 0333 955 033 để là mình tham khảo cái lô vườn cao su này nha mọi người. Hoặc là anh chị nào đang coi cái kênh YouTube của em, xin cho em một lượt like, một lượt đăng ký để ủng hộ kênh cho em nha. Hiện tại bây giờ em sẽ like, em chạy cái xe máy của em ấy, chạy cái xe máy của em để đó là bao nhiêu mét mặt tiền đường này nha mọi người. Đấy là cao su mọi người này. Đặc biệt cái lỗ này là vì là đây là cao su này. Cái này là cao su này. Hiện tại bây giờ đấy là đường này, đường cấp phối này. Còn đấy là bên này là cao su nha mọi người. Ở đây là cao su. Còn đấy là đường nha.
Em sẽ lấy xe máy của em chạy tới đâu, khi nào mà em dừng là em sẽ hết cái vườn nha mọi người. Cái lô này không phải là 250 mét, mà cái lô này, riêng cái lô này rất là nhiều. Cái lô này là cái tầm khoảng 4-8 mét luôn đấy. Đường cấp phối này mọi người này. Em quay là quay bờ đường nha, bờ đường là tức là bờ đường này là có lỗ nha, trong đây là họ sẽ trồng là mấy trăm cây rồi, 50 hectare sầu riêng đấy mọi người này. Em có thể quay lấy là bên đối diện cái vườn cao su mình ấy là có 50 hectare sầu riêng đông đặc nha. Đây em đối diện ở đây, em quay ở đây là có 50 hectare là sầu riêng đông đặc. Để em quay tại sao mà mình có một cái số cái rừng đấy, tại sao mà bên kia là có cái cao su mà ở đây em phải quay như vậy. Ở đây là còn 50 hectare nha, sầu riêng nha mọi người, sầu riêng Thái 50 hectare, sầu riêng Thái. Để em quay cho tất cả mọi người là tại sao mình phải tìm hiểu đây con mà. Bên đây cầu thủ nha mọi người, em sẽ là quay cho tất cả anh em, tất cả mọi người tham khảo về cái lô vườn này nha. Xe đầu kéo, xe cong, xe ba chân bốn chân nó vào được cái lô đất đấy nha. Anh chị đang tham khảo cái lô vườn này thì liên hệ cho em theo số điện thoại 0333 955 033 để mình tìm hiểu đến cái lô vườn cao su này nha mọi người. Hiện tại bây giờ là chủ nhà đang đưa ra cái lô vườn cao su này là giá là hiện tại bây giờ là 1,5 tỷ, có thương lượng. Thì có thương lượng nha mọi người, đất của mình là tới ngã ba này là hết rồi mọi người này. Đấy, đất của mình hiện tại bây giờ đến ngã ba này là hết. Ở đây là có một cái ngã ba mọi người, một cái ngã ba này. Ngoài bờ đường nó có nó tốt với riêng trong ở bên trong vườn rất sạch các mọi người, ở trong vườn cũng rất sạch luôn. Anh chị đang tham khảo đến cái vườn cao su này thì liên hệ với em theo số điện thoại 0333 955 033 để mình tìm hiểu nha. Mình tìm hiểu đến cái lô vườn cao su này cho mọi người. Nam tầm khoảng là 250 mét đến 300 mét mặt tiền đường cấp phủ này nha. Đặc biệt cái lô đất này hẳn để có cái mặt tiền của nó là đường cấp phủ này nằm ở từ là 250 mét đến là 300 mét mặt tiền đường cấp phủ này nha mọi người. Chị đang tham khảo cái lô vườn này thì liên hệ với em theo số điện thoại 0333 955 033 hoặc là đang theo dõi kênh YouTube của em, xin cho em một lượt like, một lượt đăng ký để ủng hộ kênh cho em nha. Hiện tại bây giờ em sẽ vào em sẽ quay cái lô vườn này.
Em sẽ quay là cái lô vườn này là từ đầu tới đuôi cho tất cả mọi người tham khảo nhé. Ở ngoài này thì mấy cây trôi này ngắn thôi mọi người này. Hiện tại bây giờ em sẽ vào em quay cái lô vườn này. Em quay hết cái lô vườn này luôn nha mọi người. Sau đó em đi ngược lại cái đường đường cấp phủ nha. Anh chị nào đang quan tâm tới cái lô cao su này thì liên hệ với em theo số điện thoại 0333 955 033 để mình tham khảo cái lô vườn này cho mọi người. Hoặc là anh chị nào đang theo dõi kênh YouTube của em, xin cho em một lượt like, một lượt đăng ký để ủng hộ kênh cho em nha. Bây giờ là chủ nhà đưa ra 1,5 tỷ nha mọi người, 2,5 hectare 1,5 tỷ nha. Đất chưa sổ nha, đất chưa có sổ nha mọi người. Đất mới có tích lục thôi đấy. 2,5 hectare giá 1,5 tỷ. Đất hiện tại bây giờ cái lô đất này hiện tại bây giờ là chỉ có là tích lục thôi nha. Tìm hiểu cái lô vườn này nha mọi người. Anh chị đang mua, nếu mà anh chị mua cái vườn này anh chị chỉ vào là thú vào thú một con thú nữa thôi. Giá 1,5 tỷ nha mọi người. Anh chị nào đang quan tâm tới cái video này thì là liên hệ với em theo số điện thoại 0333 955 033. Hoặc là đang theo dõi kênh YouTube của em thì là xin cho em một lượt like, một lượt đăng ký để ủng hộ kênh em nha mọi người. Tổng diện tích cái lô cao su này hiện tại bây giờ là 2,5 hectare, giá 1,5 tỷ, có 250 mét
mặt tiền đường cấp phối nha mọi người. Anh chị đang quan tâm tới lô vườn này liên hệ cho em theo số điện thoại 0333 955033 để mình tham khảo về cái lô vườn này nha. Hoặc là anh chị nào đang theo dõi cái kênh của em thì xin cho em một lượt like, một lượt đăng ký để ủng hộ kênh của em nha mọi người. Anh chị nào mà chưa biết cái kênh YouTube của em thì là sẽ là vào cái phần YouTube Đất Đắk Nông Lịch Phạm. Đất Đắk Nông Lịch Phạm nha mọi người. Để mình tìm hiểu và tham khảo về cái lô vườn, về cái kênh của em nha. Có là 250 m mặt tiền đường này nha mọi người. Đất mới có trích lục, chưa có sổ nha. Đối diện người ta trồng sầu riêng nè mọi người ạ. Đối diện họ trồng 50 hect sầu riêng. Đối diện cái vườn này nè mọi người này. Em sẽ quay cho mọi người biết này. Đối diện lúa cao su mình ấy. Là họ trồng là 50 hect sầu riêng nha mọi người. Cái loại sầu riêng thải này này. Đấy. Bên đây lúa cao su của mình này. Anh chị đang quan tâm cái lô đất này thì liên hệ cho em theo số điện thoại 0333 955033 để mình tìm hiểu cái lô vườn này nha mọi người. Và anh chị nào đang theo dõi kênh YouTube của em, xin cho em một lượt like, một lượt đăng ký để ủng hộ kênh của em nha, để em có một cái động lực để quay những cái lô vườn đẹp nhất, tốt nhất để cho tất cả anh em tham khảo nha mọi người. Hiện tại bây giờ là em sẽ cảm ơn tất cả anh em, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn ủng hộ kênh của em nha. Trong cái suốt quãng đường, trong cái suốt thời gian vừa qua đã luôn luôn ủng hộ kênh và giúp đỡ chia sẻ kênh cho em. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người luôn quan tâm tới kênh của em nha.